Hello, hello. We are here in Chinatown, Thailand, city of Bangkok. Xin chào mọi người. Chúng ta đang ở phố Tàu, thành phố Bangkok, Thái Lan. Chúng ta mới tới đây và chuẩn bị ăn ăn tối. We just got here. We're about to have dinner. So I'm gonna take you around in Chinatown. Chúng ta bây giờ đi phố Tàu nha. Chinatown, welcome Chinatown. Một con rồng vàng. It's a golden dragon. So beautiful. Đây là gì? Ở đây là cái chỗ này là gì? Trung tâm buôn bán hả? Is this a shopping center? I think this is a shopping center. Trung tâm thương mại đấy. Có Starbucks nữa nè. Thương hiệu coffee ở toàn thế giới luôn. KFC, we have KFC chicken. Bên đây nè, sĩ, bên đây nè, sĩ, over here. Trời, đi qua, vô, qua nó khác. Mấy phòng ăn ở đâu? Lunch, where's, oh, up there. Go up. Thank you.
cái đó nhìn hấp dẫn á, đủ loại chứ. Rồi 300. Look at the food. So big. Đúng rồi. Nhìn đẹp quá ha. Quay ra tôi. Ồ, cái này được nè, cái này ăn tối được nè. Cái này thấy được á. Này là gì cho? Này là gì? Cảo hả? Mì gì hủ tiếu. Thì nó có cá, chả cá. Có giá nữa. Cái này được hả? Em thấy, cái này ăn được. Cái này để em 60 đây. Bao nhiêu? Đâu, 60 không? How much? How nhiều? Nhiều bà. À, wow. 60 bạc. À, 60. 60 là tính nhiêu? 60 bạc á. 48. 42 ngàn. 42. Được rồi. Ok, giá này ok. Chưa cái mì nữa. Cái mình ăn đây ha. Ok, we good? Đã đi, ăn đã đi. Thì I want one order. Chị kia cái mì nào giống nhau hết? Không, nó khác nhau, có cái mì, có cái hủ tiếu, có cái bánh bò phở. Cái này hủ tiếu nè. Chị muốn cái loại nào? Cái mì đi. Cái gì nè? Cái mì nè. Cái bánh lớn, bánh nhỏ, đủ loại hết. Yeah, ăn chưa? Chưa buồn hồi nãy đi. Hình nó cho mì đi. Em mì đó. Em mì quá, em mì. Chọn nghe cái mùi chả nước miếng sao. Quá. Wow. Tên. Rồi đi không chứ gì? Rồi tắm. Mới là tao chiên mì, tao thấy bà lấy tao mới bên mình. Còn không chứ? Quá. Chị ăn tô chứ gì? Trời ơi, miếng ăn thử thôi. Này ăn lót dạ thôi. Chút mới đi vòng vòng ra ăn chín kìa. 50 ngàn tô. Xíu mà. Không có nhiều đâu. Gia vị đó em. 42 ngàn này. 42 ngàn. Giá vậy là giá rẻ thôi. Giống mình nấu. Xin mời. Hả? Ồ, Quỳnh Thánh. Đi Thái Lan ăn món Trung Quốc nha. Chỗ này mình ăn món Thái thôi. Mai mốt thì em vẫn thích ăn bạc Thái nha. Thái không? Ủa này nó còn tiền mất ăn không? Mình là sự luôn á. Tiền nó lỡ. Chụp nhìn hình thì thấy ngon ghê. Dạ. Xin mời. We are walking in Chinatown, Thailand. City of Bangkok. Chị con chơi cái đó rồi. Mới đầu bỏ vô sợ lắm. Cũng vui. So fun. Chị chơi rồi, chơi phải không?
Có để chân vô chưa? Có để chân vô chưa? Mới đầu em sợ, mới đầu em sợ. Không, thôi nó cũng ok. Ra đường lớn rồi đó nha. This is big street right here. Chinatown. Đường lớn rồi, nhưng mà đường này thì nó đông xe quá. Cũng được, cái là
khỏi để đường cho người đi. À, đó là rất là an toàn. Thank you. Ai ngừng miếng đi em thử coi. À, cái này bánh nè, cái này bánh. Ăn được nhỏ luôn đúng không? Nhỏ. Bánh ngọt. Em đang bận công việc. Bổn phận cái YouTuber nó là vậy đó. Ít ăn lắm. Bánh cho tới anh khóm. Chiên rồi nữa. Chấm với muối ăn ngon hơn nè. Không. Thì cắn nữa là tới em. Chia đều quá. Này ngọt hơn của mình muốn nha. Vậy sao trái phải không? Muốn ngọt bằng hết. Trái miếng phải không? Thank you.
hai bên luôn, bên đây bên kia luôn. Bánh không có để không có thời gian cái luôn. Có 17.000 rồi sao không? 17.000 à? Đúng rồi. 17 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 This is Thai coconut pancake. Đó đúng rồi là 50 á, 50 á, đưa nó 50. Hai cái. Hai cái 50. Chị đưa nhiêu, có đó 40 à. Đâu đường đây nè, đây nè, đây đứng sát sát, đừng đừng có đứng đi đường quay bánh rồi rồi nè, ăn đứng đường ăn này, đứng đường ăn luôn. Em nói có một liều thuốc rồi đấy nha. Chia lại nó cũng ngọt lắm, ăn cũng được mấy béo, thấy xịn. Nhà nó nóng nên ngon. Dân không không ngọt. Thank you.
You lead the way. I think our video is long enough for tonight in Chinatown, Thailand, Bangkok. Cái video của mình cũng khá dài rồi. Thì mình xin tạm ở đây nha. Mình hẹn lại lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you for watching. I'll see you again next time. Bye bye.